Xin chào các bạn. Hôm nay thì sẽ có một cái app mới, đó là app Nana. App này sẽ kiếm tiền trên kiếm tiền đô đổi qua bên PayPal nha các bạn. Rồi, app này mình sẽ để link ở dưới cho các bạn dễ tải, hoặc các bạn có thể lên CH Play và tải app này về. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ mở, đây là mình thì mình sẽ mở cái cách đăng ký lên cho các bạn xem, nó rất là dễ. Đây, cái phần đăng ký là ngay cái nút Inventor này nè. Đó là các bạn nhập vào cái phần đăng ký. Nó có hai phần, một phần là chữ login. Nếu các bạn đã có tài khoản thì các bạn login vào. Còn nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn nhập đúng cái mail của mình nha các bạn. Đúng cái mail của các bạn vào đây và nhập mật khẩu là xong. Đây là mail của mình, còn ở dưới là mật khẩu. Chỉ cần nhập vào thôi, không cần xác nhận cái gì cả nha. Rồi. Rồi, khi vào app á, thì các bạn vào cái phần là Get Nana này nè. Các bạn nhập cho mình cái mã là N22819938. Đây là cái mã giới thiệu của mình. Khi mà các bạn nhập vào á, thì các bạn sẽ được cộng 2500 Nana. Thì cái này gọi đầy khá là Nana. Thì cái app này đổi thưởng sẽ như thế nào? Thì các bạn chỉ cần tải những cái game này về á, thì nó sẽ quy ra đổi thành điểm cho mình. Rồi khi mà các bạn đăng ký nha, các bạn nhập cái này nó sẽ cộng cho các bạn thêm 2000 nữa. Là bên phần này nó sẽ có phần đổi thưởng đây. Đó, đổi qua bên Google Play nè, hay là Amazon nè, hoặc là iTunes, hoặc là PayPal nè. Đó, 45.000 điểm sẽ được 2 đô. Rồi 60.000 điểm sẽ được 3 đô và tương ứng theo đây. Đó, 1 triệu điểm sẽ được 100 đô đây. Đó, hoặc là có thể đổi qua như là thẻ cào PSB gì đó. Cái này còn nhiều cái để các bạn tham khảo lắm. Đó, FIFA hay là đổi qua bên quảng cáo Facebook cũng có nữa. Rồi, các bạn vào ứng dụng này, đầu tiên các bạn nhập cái mã này là N22819938 để nhận thêm xu. Rồi sau đó các bạn tải thêm những cái game này về máy á, thì mỗi ngày á, bên cái app này sẽ ra một cái ứng dụng mới để cho mình tải kiếm điểm. Đó, mình khi mà mình tải kiếm điểm. Rồi hoặc là các bạn muốn kiếm thêm, các bạn dùng cái mã này, dùng cái mã của các bạn đi giới thiệu cho những người khác biết tới cái app này và dùng cái nhập cái mã giới thiệu của mình thì các bạn sẽ được 22.500 điểm. Rồi, phần này thì đổi thì cũng dễ rồi, các bạn nhập vào ngay cái phần PayPal này nè. Đó, đây có địa chỉ mail với lại tên của cái PayPal của các bạn là xong. Khi mà nhập vào bấm đổi là xong, khi mà các bạn đủ điểm nha. Rồi, còn về cái ứng dụng cái ví PayPal á, cách lập ví PayPal thì mình có một cái video ở đợt trước mình đã làm rồi. Thì đăng ký nó trong vòng khoảng tầm 5 nốt nhạc à, là 5 phút á. Đó, rồi ứng dụng này chỉ có như vậy là thôi. Mỗi ngày thì nó sẽ có những cái app mới cho mình tải để kiếm điểm, hoặc là các bạn sẽ chia sẻ cái mã code này, cái mã này để cho các bạn của các bạn được nhận điểm, và các bạn cũng sẽ được nhận điểm như mình đây, mình chia sẻ cho các bạn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được các video kiếm tiền tiếp theo đó. Rồi, chào các bạn luôn nha.